Nếu như có bạn nào đó hỏi mình đâu là hãng công nghệ mà sản xuất mainboard tốt nhất và bền bỉ nhất thì mình sẽ trả lời đó là Gigabyte. Mình sử dụng mainboard Gigabyte tính ra bây giờ khoảng tầm hơn 10 năm, từ những năm mà mình năm 3 hay năm 4 đại học. Hồi đó thì mình học về thiết kế nội thất và như các bạn đã biết, những cái phần mềm mà làm về 3D ấy, yêu cầu những cái bộ máy cấu hình rất là khủng và cần cái sự bền bỉ rất là tốt. Và mình khi mà được tư vấn sang sử dụng main Gigabyte ấy, mình đã sử dụng main của hãng từ đó đến bây giờ. Và cách đây khoảng tầm hơn 2 năm, khi mà mình quyết định tái cơ cấu lại cái cấu hình của mình thì mình vẫn chọn Gigabyte là hãng để mua mainboard, từ những chiếc Z370 cho đến chiếc Z390. Và khoảng tầm cách đây hơn 1 tháng, khi mà những cái hình ảnh gọi là rò rỉ của dòng mainboard mới Z490 của Gigabyte Aorus được release ra với cộng đồng quốc tế thì mình đã trong cái cơn cái bấn loạn, cực kỳ xúc động. Mình rất thích những cái dòng mà kiểu Z390 hoặc Z490. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái sản phẩm mà mình nghĩ là sẽ là một cái gọi là một cú hích cho cộng đồng anh em. Đó chính là chiếc sản phẩm đầu bảng mainboard Z490 Aorus Extreme. Và đây chính là nhân vật chính của video ngày hôm nay. Cái ấn tượng đầu tiên với mình ở cái hộp của chiếc Z490 Aorus Extreme này là nó cực kỳ to và cực kỳ nặng. Nghiêm túc ấy, nó nặng đấy. Hai tay mình cảm thấy là nó phải ít nhất con này chắc phải đâu đó phải tầm chục cân ấy. Và ở phía mặt trước thì chúng ta có hình đồ họa của chú chim cú cực kỳ nổi tiếng cùng dòng Z490 Aorus Extreme. Ở phía hai mặt bên thì nó chỉ là logo của Aorus thôi. Và ở phần mặt sau sẽ là những cái spec, những cái thông tin cơ bản của cái chiếc mainboard này. Thì lát nữa mình sẽ nói qua một chút cho các bạn những cái thông tin này nhá. Còn bây giờ thì mở hộp thôi. A few moments later. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc mainboard Z490 Aorus Extreme. Và như các bạn đang thấy, cái ngoại hình tổng thể ở mặt trước ấy thì được cover bởi màu xám đen rất là mạnh mẽ và rất ấn tượng. Bản thân mình là một người rất thích màu đen, vậy nên là mình rất thích cái màu của main này. Cái vật liệu được Gigabyte sử dụng là nhựa cũng như là magie. Ngoài ra thì có cover được bởi mặt kính. Các bạn có thể sync RGB Fusion 2.0 với chiếc main này ở cái phần chipset cũng như là phần VRM. Tổng quan thêm thì chúng ta có khe PCIe 4.0 và khe RAM được bọc thép. Vậy nên là khi các bạn sử dụng những cái chiếc gọi là kiểu căng màn hình cực kỳ nặng ấy thì sẽ không lo vấn đề bị sệ hay là bị hỏng chân PCIe đâu. Nói qua thì chúng ta cái mainboard này có hỗ trợ cái PCIe 4.0. Thì đây là một cái công nghệ mà theo như mình đều biết là nó sẽ gọi là hỗ trợ cho những cái hệ thống SSD tiên tiến mới, thế hệ mới. Hệ thống VRM trên chiếc main này thì được thiết kế với 16 phase cấp nguồn cho CPU, đảm bảo khi các bạn sử dụng cái con CPU phổ thông cao cấp nhất là con i9-10900K ở cái xung cao nhất cho tất cả các core được đảm bảo. Và nếu bạn nào không tin thì lát nữa mình sẽ bung cái VRM này ra để xem bên trong nó có gì. Các bạn hãy xem, hãy đợi đến cuối video nhé. Ngoài ra thì mình thấy ở chiếc main này có một thứ rất là hay và mình rất thích. Đó là thông thường trên các main bình thường ấy, các bạn sẽ thấy là có rất nhiều cổng kết nối chạy dọc hai bên của cái main. Thì với chiếc main này nó là dòng cao cấp. Vậy nên là Gigabyte bên cạnh cái việc mà cho có rất nhiều cái tấm giáp che hết cái mặt trước ấy, thì toàn bộ phần cổng kết nối sẽ được chuyển sang mặt bên trái. Và theo mình, khi bạn nào mà sử dụng main này dành cho những cái gọi là kiểu case cao cấp, design những bộ dây cao cấp ấy, thì sẽ cực kỳ gọn và sẽ cực kỳ ấn tượng. Mainboard này thì có đến 16 pin cấp nguồn cho CPU, đảm bảo cho các bạn, những bạn nào mà chơi overclock CPU cực kỳ thoải mái, không phải lăn tăn vì đến chuyện gọi là sụt nguồn. Chiếc main này thì sinh ra để ép sung, bởi vì trên chiếc main này có một cái màn hình thông báo lỗi dành cho những bạn nào mà ép sung. Và khi nào mà ép sung mà có vấn đề gì bị lỗi thì chỉ cần ấn ngay cái nút nguồn ngay bên cạnh này thì toàn bộ BIOS sẽ được reset luôn, cực kỳ tiện. Về cổng kết nối thì chiếc mainboard này rõ ràng rồi, nó là một chiếc mainboard flagship đầu bảng của Gigabyte, nên là không hề thiếu bất cứ cái gì cho các anh em dân chơi. Thì mình chỉ lượt qua một số những cái gọi là tiêu biểu. Đầu tiên thì mainboard hỗ trợ đến hai cổng LAN, nên bạn nào mà kiểu gamer hay là streamer thì không phải lo. Đặc biệt là một trong hai cổng LAN sẽ hỗ trợ đến 10 megabit. Ngoài ra thì cái mainboard này hỗ trợ đến hai cổng Type-C Thunderbolt, dành cho những bạn nào mà kiểu content creator, những bạn nào mà muốn hỗ trợ màn hình ngoài xịn sò ấy thì hoàn toàn thoải mái. Mainboard này hỗ trợ cực kỳ mạnh nhé. Còn bây giờ ấy thì mình nghĩ là mình sẽ phẫu thuật con mainboard này để xem bên trong có gì. Ok. Thank you.
Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi mà đã bóc lột toàn bộ tất cả những cái gì có mặt trên chiếc main này. Các bạn có thể thấy tất cả những cái gì có thể bóc được của chiếc main. Và như mình đã nói ngay từ đầu ấy, thì chiếc main này làm từ nhựa và kim loại, nhưng thực chất khi bóc ra thì mình mới phát hiện ra là nó phải làm phần lớn bằng kim loại. Tất cả những cái như kiểu là cover cho VRM hay là chipset, các bạn nghe tiếng đã biết được, đặc biệt là cái phần plate này, tấm giáp này nó rất nặng, có gương, có kim loại. Và mình thực sự rất là ấn tượng với cái sự thiết kế của Gearbox cho cái chiếc main này. Đây chính là cái hệ thống tản nhiệt cho cái VRM của chúng ta. Cái trên hệ thống tản nhiệt này chúng ta có đến hai cái ống đồng để tản nhiệt. Ngoài ra thì các cái lá nhôm để tản nhiệt bố trí rất là dày. Và chắc chắn nó sẽ đảm bảo cho cái con chip i9-10900K được mát nhất có thể nếu các bạn nào muốn chơi Asus gọi là hardcore ấy. Và mình cũng khá là ấn tượng, cái này được làm hoàn toàn bằng kim loại nhá, và nó rất nặng. Mình nghĩ đây có lẽ là cái bộ phận nặng nhất trên chiếc main này mất. Ngoài ra thì chiếc main này hỗ trợ chúng ta Wi-Fi 6 với hai cổng kết nối cho hai dâu được tích hợp kèm bên trong cái hộp main. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chơi trò làm toán nhé. Chúng ta sẽ đếm phase. Như mình đã nói thì chiếc main này có đến 16 phase đúng không? Bây giờ hãy cùng đếm này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Và cái phase 17 này chính là phase dành cho iGPU. Vừa rồi thì mình đã review nhanh cũng như là một hộp nhanh chiếc mainboard Z490 Aorus Extreme. Và tổng quan thì chiếc mainboard này sinh ra dành cho các bạn nào mà thích Asus cũng như là tự gọi mình là Asus thủ. Khi mà mình có được trên tay con chip mới nhất của Intel i9-10900K thì chắc chắn mình sẽ làm cái video liên quan đến việc Asus trên chiếc mainboard này. Bây giờ thì video mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Xin chào.